Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết Hà Nội đang áp dụng việc phòng chống dịch COVID-19 cao hơn một bậc so với quy định. Tất cả các trường hợp F1 đều khử khuẩn. Đối với ổ dịch, thay vì khoanh vùng cách ly 21 ngày, sẽ nâng lên 28 ngày. Tuy nhiên, số người đi từ vùng có dịch về tăng cao nên số người về khu cách ly tập trung đông. Việc giám sát, phát hiện, bao vây khoanh vùng dịch bệnh cần được triển khai bài bản. Tất cả những nơi xác định ổ dịch trên địa bàn Hà Nội đều không có ca bệnh thứ phát. Các ca bệnh đều xác định nguồn gốc rõ ràng, chưa có trường hợp nào không tìm thấy nguồn lây. Tất cả các trường hợp nghi ngờ đều đang được giám sát, phát hiện lấy mẫu. Thành phố Hà Nội chính thức kích hoạt chương trình giám sát dịch COVID-19 qua ứng dụng Hà Nội Smart City nhằm thông tin về dịch bệnh, bản đồ dịch và giám sát người cách ly. Ứng dụng này được xây dựng theo 4 nhóm thông tin: tình hình dịch, bản đồ dịch, khai báo và phản ánh. Người dân có thể nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, tiếp đến có thể biết chính xác khu vực có người mắc COVID-19 qua bản đồ dịch, khu vực có người cách ly để tự nhận biết các khu vực nguy hiểm, khu vực cách ly, chủ động phòng tránh phù hợp. Khi kết nối, hệ thống điều hành trung tâm có thể nhận biết và giám sát được vị trí người đang cách ly với cự ly cài đặt sẵn 30 mét di chuyển. Khi vượt quá khỏi bán kính này, lập tức trên ứng dụng của người dân sẽ được nhắc nhở, cảnh báo, cũng như gửi thông tin đến cán bộ tổ dân phố, địa phương để giám sát cách ly chặt chẽ hơn.